Tôi cũng giống như các bạn, cũng tò mò như các bạn, thấy những bài báo nói về cái vụ đang hot thì tôi vô đọc. Tôi lên YouTube tôi thấy clip tôi cũng vô xem. Thì tôi đọc bình luận tôi thấy người ta nói như vậy, giây 35 cái ảnh nó chớp mắt đồ này nọ, tôi cũng không có tin, tôi cũng tua lại tôi coi. Thì khi mà tôi coi như vậy tôi phát hiện là nó có thiệt. Đấy, lúc đó tôi không có nghĩ là cái trang đó người ta ghép hay là gì cả, tôi chỉ nghĩ một cái gì đó nó lạ thôi. Đó là lý do tôi đăng lên rồi tôi quay cái clip tôi tua chậm đăng lên kênh YouTube với cái trang fan cho người ta xem coi người ta có nhìn thấy như mình không. Thì cũng có rất là nhiều người nhìn thấy, song song đó có nhiều bạn cũng cố tình giải thích theo cách này cách kia, ánh sáng này nọ. Bây giờ thì tôi biết cái lý do vì sao, nhưng mà các bạn nên hiểu một điều, các bạn phải đặt ra câu hỏi ai là người ghép cái đó. Nếu mà nó tự động có thì cũng là một cái gì đó nó siêu nhiên, các bạn hiểu không? Tôi thì tôi không có quan tâm cái chuyện mà các bạn giải thích như thế nào, nhưng cái vấn đề ở đây là các bạn lại đi chửi tôi. Tôi chỉ là người xem clip trên YouTube rồi tôi chia sẻ lại, tôi thấy nó vậy tôi chia sẻ lại. Họ chỉ thấy chớp mắt thì họ nói chớp mắt, cái đó phản ứng tự nhiên. Các bạn thấy có làn khói trắng bay qua, các bạn sẽ nói ôi tôi thấy làn khói trắng bay qua, mặc dù lúc đó không có cái gì để phát ra khói cả, nhưng mấy bạn thấy thì mấy bạn nói thôi chứ có gì đâu mà bị lừa cái gì. Ở trên clip tôi chưa từng nói cái câu là à cái này có cái gì đó ghê gớm hay là à, có gì đó ma hay là gì ma quỷ, tôi không có nói câu đó. Tôi chỉ thấy là tôi thấy chớp thì tôi nói chớp, mà nhiều người cũng như vậy. Nhưng các bạn vô chửi người ta bị lừa này nọ, có gì đâu mà bị lừa, người ta thấy thì người ta nói người ta thấy, nhưng bây giờ người ta thấy người ta nói không có thấy mới là những cái người cần phải xem lại đấy. Bây giờ tôi hỏi các bạn có phải là các bạn thấy cái hình nó chớp đấy không? Các bạn thấy thì các bạn nói thấy chứ không thấy gì thôi, có gì đâu mà các bạn phải chửi người khác. Các bạn luôn chửi những tờ báo tại sao cứ đăng tin tức liên quan tới người đó hoài vậy. À, lúc người ta chưa có nói cũng đăng tin tức, ăn gì cũng đăng tin tức, rồi ngày nào cũng đăng tin tức về người đó. Tôi không có muốn nhắc mà tôi biết các bạn biết là ai, muốn câu tôi nhắc các bạn nói tôi lại câu like câu view ở đây nữa, tôi không có ghi cái tên người đó trong cái tiêu đề. Cho những người nào đã xem tôi chửi tôi thì cứ nghe thế. Okay? Thì vấn đề ở đây tôi nói luôn, các bạn bây giờ giả sử như các bạn bán giày đi hay là bán áo hay gì đó, thế thì có một cái mặt hàng rất là hot, ví dụ như cái đôi dép này rất là hot, ai cũng muốn mua đó, ngày nào cũng có khách vô hỏi đôi dép này. Các bạn lấy thật là nhiều đôi dép như vậy các bạn bán riết rồi, mấy bạn chỉ bán một mình đôi dép này thôi trong một thời gian nào đó, có thể là mùa hè, rồi có một cái thằng nào vô duyên nó đến chiếc cửa hàng các bạn đó, cái cửa hàng gì mà tụi bay có bán có hàng hoài vậy, có đôi dép bán hoài không có chịu kiếm cái khác bán. Các bạn thấy người khách đó là người vô duyên hay là chủ tiệm vô duyên? Người ta bán thì người ta phải bán cái gì mà nhiều người quan tâm chứ, đâu có ai rảnh mà đi bán mấy cái không có ai quan tâm, đúng chưa? Các bạn có quyền chọn cái khác, các bạn có quyền chọn chỗ khác để mua đôi giày các bạn thích. Ở ngoài các bạn gặp cái trường hợp tương tự các bạn chưa chắc dám chửi tôi nữa. Chẳng hạn như các bạn vô quán cà phê các bạn ngồi đi, rồi cái bà bên cạnh người ta nói ê mày nghe gì chưa, này ông này này trời ơi sắp đem ra tử hình rồi nè, ồ này này này, các bạn có dám qua nói câu y hệt như các bạn nói với tôi không? Người ta chết rồi tụi bay cứ lôi người ta ra làm gì vậy, có dám làm điều đó không? Hay là các bạn chỉ dám đứng trên trên này dùng một cái nick vô chửi thằng này một cách rất là mất dạy. Có những anh chị rất là lớn, em nói thẳng luôn, em có nói cái gì quá đáng ở trên các clip đó. Các anh chị lớn thì phải hiểu một điều như thế này, nếu mà các anh chị theo cái lý lẽ đó, người ta mất rồi mày đừng có đem người ta ra nữa này nọ, thực ra em không có chửi gì người ta hết, cái câu đó chỉ đúng ở trong trường hợp thằng nào đem ra nó chửi bới người ta thôi. Còn cái này em đem ra em thấy một cái hiện tượng lạ, chứ em đâu có phải là người vẽ ra cái hiện tượng đó. Cái đó là cái clip ở trên mạng em thấy thì em nói thôi, chứ đâu có phải là do em tự làm ra cái clip đó em dụ người ta coi đâu. Mà anh chị nói kỳ vậy hả? Mặc dù em đã có ghi rõ rồi nhưng mà các anh chị cũng cố tình chửi cho được. Các bạn cứ giữ cái ý tưởng là người mất rồi thì đừng có nên làm phiền người ta nữa cho người ta yên đi, thế thì các bạn gọi hồn người ta làm gì, những cái phong tục đó làm gì, cúng giỗ làm gì. Nói chung là khi các bạn tin về vấn đề tâm linh thì làm ơn nó có nhiều phương diện lắm. Bây giờ các bạn tin là các bạn nghĩ là ồ, mới mất xong không thể nào mà có hồn được, phải mấy ngày sau. Các bạn nói người khác mê tín mà bản thân các bạn cũng đang mê tín đấy. Tôi giả sử trong một chiếc thuyền có 10 người, mỗi người là một cái tôn giáo khác nhau, bỗng nhiên có một cơn sóng rất là lớn đánh sập cái thuyền đó mà chỉ có một người sống sót thôi, thì khi đi về người đó sẽ cảm tạ cái ơn trên của họ.
thì họ sẽ kể với người khác đó cái phép nhuộm màu như vậy đó, ai cũng chết hết chỉ có tôi còn sống thôi. Nhưng mà nếu ở trong đó có hai người còn sống thì cả hai người đều về rồi nói cảm ơn ơn trên của tôi. Đó là hai tôn giáo khác nhau. Và nếu có ba người còn sống thì cũng sẽ y hệt như vậy. Quan trọng là ở cái đức tin các bạn tin về cái điều gì, chứ nó không có nằm ở chỗ là người ta tin đúng hay tin sai. Cái vấn đề các bạn muốn tin về điều gì. Bây giờ các bạn tin vào thần thánh thì các bạn cũng mê tín thôi. Nếu mà trong mắt những người không có tin vào những cái chuyện mà địa ngục hay là thiên đàng, nó có nhiều cái để nói sâu nhưng mà mình không có thể nói vô tại vì nó đụng chạm tôn giáo. Với mình tôn giáo là một cái gì đó nó tốt cho chúng ta chứ không có xấu xa. Các bạn có nghĩ trong đầu là các bạn nghĩ tôn giáo nó không có thật hay là người ta tự chế ra là gì đó, các bạn cũng không có nên nói ra. Tại vì với tôi tôn giáo là một cái gì đó nó tốt cho con người chúng ta. Các bạn hãy thử nghĩ một ngày mà con người không có tin vào những cái đó nữa thì họ sống rất là loạn lạc. Khi chúng ta suy nghĩ về cái khía cạnh, nếu chúng ta nói ra như vậy rồi mấy đứa trẻ trâu nó đọc được, nó cũng có cái tư tưởng như vậy thì thêm bao nhiêu người nữa. Các bạn vô chửi tôi vẫn nói lịch sự với các bạn nhưng các bạn trả lời là rất là mất dạy. Tôi rất là khó chịu cái điều đó. Các bạn nói tôi một người không có đất hay là gì này nọ, câu like rẻ tiền này nọ, câu view rẻ tiền này nọ. Cái like rẻ tiền, cái view rẻ tiền hay không là do các bạn có rẻ tiền hay không. Tại vì cái view đó là từ các bạn, cái like đó từ các bạn. Nếu mà gọi là like rẻ tiền, view rẻ tiền có nghĩa là các bạn là người rẻ tiền chứ không phải là tôi. Câu like rẻ tiền cũng giống như là câu cá nhỏ, câu cá to vậy đó. Ví dụ tôi để cần câu xuống tôi câu chúng con cá nhỏ là do con cá đó nó nhỏ. Thành ra cái view của tôi nó có mắc tiền hay không là do lương tâm, do cách sống của mỗi người xem được cái view đó. Các bạn tự đánh giá bản thân các bạn là một người mắc tiền hay là một người rẻ tiền. Tự các bạn tự đánh giá các bạn chứ tôi không có đánh giá các bạn. Các bạn có thể chê cái clip của tôi rẻ tiền thì các bạn nói vậy là đúng, tại vì có thể cái clip của tôi không đầu tư rẻ tiền. Chứ các bạn nói view rẻ tiền, like rẻ tiền có nghĩa các bạn đang chửi bản thân các bạn rẻ tiền chứ ai nữa. Tôi thấy nhiều bạn cũng có cái đức tin, cũng là người của tôn giáo này, tôn giáo kia. Nếu mà một ngày có một cái gì đó nó liên quan tới tôn giáo các bạn, giống như là ví dụ các bạn là bên Công giáo hay là bên Phật giáo, các bạn thấy một cái đám mây mà có hình một người phụ nữ, thì người Công giáo người ta sẽ nghĩ đó là bà Mary, còn bên Phật nghĩ là Quan Thế Âm. Rồi có người quay lại đăng lên cái kinh của Phật giáo hay là đăng lên cái kinh của Công giáo. Nó có một cái người không có liên quan đạo gì hết á, người mà vô thần, người ta vô người ta chửi nói cái thầy tụi bay mê tín này nọ. Ở đây có thể đúng là người ta giải thích đúng, người ta nói đó cái đó là do đám mây nó tụ lại nhìn giống thôi chứ đâu phải là người đâu. Nhưng cái vấn đề tại sao nó lại giống, cái đó mới là cái để chúng ta cần giải thích. Tôi không có quan tâm là trong cái clip đó nó tới cái đoạn đó nó bị nhấp nháy mờ gì đó làm cho mắt nó giống chớp. Mà tại sao lại trùng hợp đến như vậy? Tự nhiên đặt cái máy quay đang quay hình ấy, nó giật chớp. Khi các bạn nhìn cái hình nó giống đang nhìn các bạn vậy đó. Thì ở đây tôi nói, các bạn có thấy một cái gì đó nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ. Tôi đang không có mê tín, tôi đang nói một cái gì đó nó lạ kỳ ở trong đây. Nó có một cái gì lạ kỳ ở trong đây. Tôi không có nói gì ở trên cái clip là có thể người ta quan ước hay gì đó, tôi không có nói những điều đó. Và chắc chắn các bạn cũng giống tôi, các bạn có cảm tình với người đó là vì các bạn điều nghĩ trong đầu là người đó không có giống như là một kẻ sát nhân. Các bạn vẫn nghĩ vẫn không có tin cái điều đó nên các bạn mới có lòng thương với người đó. Chứ nói thiệt là các bạn ghét những kẻ sát nhân vô cùng. Mấy cái thằng ấu dâm không là các bạn đã ghét nó ghét cay ghét đắng rồi. Các bạn trông cho nó chết rồi. Trước giờ tôi chưa từng chửi người ta bao giờ cả. Nhưng mà chắc gì các bạn chưa từng hùa theo những bài báo trước kia chửi lúc người ta còn sống. Tôi chưa từng bao giờ đăng cái bài gì chửi người ta hết. Mà tôi mới đăng một cái bài thấy cái điều lạ không là các bạn đã bu vô chửi tôi, nói người ta mất là để cho người ta yên đi này nọ. Trong khi bản thân các bạn đã từng hùa theo chửi người ta rất là nhiều. Chắc chắn không phải là vì
người ta mất rồi mà các bạn cảm thấy thương xót, hay là các bạn cảm thấy tức giùm người ta khi mà có người khác đem người ta ra nói chuyện, mà thực sự là do các bạn vẫn không có tin điều đó là sự thật. Các bạn vẫn còn đang đứng ở giữa, các bạn vẫn còn đang thấy một người như vậy không thể nào này nọ, nên các bạn mới có cái lòng thương xót như vậy. Thậm chí Hải còn vô cả Facebook để xem những cái gì mà người đó đăng trước kia nữa. Rất là nhiều người vô đó bình luận thương tiếc chứ không có gì cả. Nhưng cũng có một số người vô duyên đến nỗi vô chửi người ta, nói người ta chết rồi tôi bay đào mộ mấy cái status cũ làm gì vô duyên vậy. Các bạn nên nhớ, ở Facebook, khi mà một cái Facebook nào mà cái người chủ nhân không còn sống ở trên đời nữa, họ vẫn để vậy để người ta tưởng niệm. Không là người ta xóa rồi, họ để cái chữ tưởng niệm hay là memorial gì đó. Tại sao họ làm như vậy? Tại vì với người Mỹ, họ luôn muốn tưởng niệm một người nào đã mất. Người Việt Nam chúng ta, ông bà xưa vẫn làm đám giỗ đồ dài để nhớ, để tưởng nhớ. Những ngày thương binh liệt sĩ để tưởng nhớ. Nhưng mà các bạn lại, người ta mất rồi thôi tụi bay cứ đem ra hồi làm gì. Cái đó nó chỉ dùng cho những cái nào mà người ta chửi hay là gì đó thôi, chứ nó không thích hợp những cái người mà người ta đăng hình hay là gì đó, người ta viết một cái cảm xúc hay là chia sẻ một câu chuyện với người đó. Còn các anh chị nói tụi bay làm vậy, tụi mày làm vậy không có đức này nọ, tụi mày đăng như vậy người ta làm không có siêu thoát này nọ. Khi mà các bạn nói như vậy, các bạn phải tin vào cái vấn đề tâm linh, các bạn mới nói như vậy siêu thoát đúng không? Thì cái yếu tố siêu thoát nó không có liên quan gì đến cái việc người ta đăng một bài là người đó không siêu thoát, nó còn lệ thuộc nhiều yếu tố lắm. Các anh chị nói người thân họ đọc những bài báo đó, người ta thấy người ta buồn. Thực sự người ta không có gì buồn cả, nếu mà những bình luận không có chửi tục, những bình luận mà có những người người ta nói rất là lịch sự, kiểu như là em mong anh kiếp sau này nọ này, này kia, thì những cái đó nó mang tính chất tốt thì người nhà người ta đọc người ta cũng không có gì hết, chỉ có những đứa điên điên vô chửi chửi thôi. Chuyện đó đang xảy ra chưa tới 100 ngày, nó mới đây thôi, đương nhiên là bây giờ người ta vẫn còn hot cái vụ đó. Cũng giống như lúc trước có mấy cái vụ như là Bella hay là Ngân này kia, tại sao báo chí người ta đăng nhiều như vậy? Các anh chị nghĩ tự nhiên họ rảnh họ đăng, có những cái bài mà không có ai muốn đọc nhưng mà họ vẫn đăng, vì sao? Tại vì cái người kia trả tiền cho họ đăng. Các anh chị nghĩ mấy cái page đó người ta sống bằng cái gì? Nếu mà không đăng bài báo cho mấy cái trang báo không có ai biết tên ấy, thì lấy tiền đâu người ta sống? Mấy cái bài báo đó nếu mà không có ai đọc á, thì lấy tiền đâu người ta sống? Thì người ta phải trả tiền cho những cái page đó, người ta đăng nguyên cái trang web của họ, họ mới có nhiều lượt xem. Còn nếu mà không có ai đọc thì họ làm nhà báo lấy tiền ở đâu? Còn những cái page mà không có ai trả tiền cho họ để đăng á, mà họ cứ lấy cái đại ở một bài báo nào họ đăng á, như vậy á, thì lấy tiền đó họ sống? Họ sống bằng cái gì? Chúng ta phải hiểu được cái tính chất nó như thế nào. Chúng ta luôn luôn muốn chửi những người thích câu view, câu like, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái tính chất. Có những đứa nó hot lên rồi, nó đâu có làm gì ích cho cái xã hội này. Nó chỉ suốt ngày đi quảng cáo mấy cái sản phẩm mà nó không bao giờ dùng để cho người ta dùng. Rồi có người bị này, bị kia. Cái đó là cái mà các anh chị cần chửi, chứ không phải là một người như em. Em không có bán hàng gì cả. Em không có bán hàng gì, cũng chưa bao giờ kêu gọi một người nào đưa tiền cho em để em đi làm từ thiện. Không bao giờ. Em làm được cái gì tự em bỏ ra, chứ không bao giờ em kêu gọi làm gì cả. Em chỉ có thể để cái địa chỉ đó cho những người nào muốn thì từ đó tới, chứ không bao giờ em lấy tiền của ai đi làm từ thiện giúp hết á.